Bạn đang nghe chương trình tỉnh nguyện hàng ngày trên Quanh Quay Radio với những bài học từ lời Chúa qua kinh nghiệm sống hàng ngày của nhiều tác giả dựa theo tài liệu CBN Devotional Daily. Ao ước bạn sẽ được tươi mới trong hành trình theo Chúa mỗi ngày. Dù có xuất thân khác nhau, nhưng khi tin nhận Chúa Giêsu, tất cả chúng ta đều trở nên con cái Đức Chúa Trời. Kinh Thánh nói rằng, chúng ta là người thừa hưởng cơ nghiệp đời đời của Cha Thiên Thượng. Không có gì so sánh bằng địa vị được làm con cái của Đức Chúa Trời và được ở trong vương quốc đời đời của Ngài. Hôm nay, ngày 7 tháng 9 năm 2023, chương trình tỉnh nguyện hàng ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm lời Chúa với tác giả Brenda Williams qua chủ đề Thừa hưởng cơ nghiệp đời đời. Vài tháng trước đây, vào một buổi sáng nọ khi học Kinh Thánh, Chúa nhắc tôi về tình yêu thương của Cha Thiên Thượng. Thật là thú vị khi nhận được bài học về tình yêu thương của Chúa dành cho chính tôi. Cảm ơn Chúa vì Ngài giúp tôi tìm kiếm lời Ngài, đi trong đường lối và tình yêu thương của Ngài. Đức Chúa Trời thực hiện mọi điều tốt lành vì Ngài yêu thương các con trai và con gái của Ngài. Gia đình tôi có 3 chị em. Cha của chúng tôi bỏ chúng tôi khi chúng tôi mới 3 tuổi. Mẹ tôi một mình làm hết mọi việc để nuôi nấng chúng tôi. Tôi biết ơn mẹ vì bà tận dụng mọi cơ hội để dạy lời Chúa cho chị em chúng tôi. Cảm ơn Chúa vì những người mà Chúa đặt để ở bên cạnh tôi để nhận biết Ngài là Cha yêu thương. Chúa muốn chúng ta tăng trưởng thuộc linh và kinh nghiệm ngày càng sâu sắc hơn mối liên hệ với Ngài. Thật vậy, lời Chúa trong Galati chương 4 câu 1 câu 2 cho chúng ta biết rằng chúng ta là người thừa kế nhưng ở dưới quyền của những người giám hộ và quản gia để chúng ta được tăng trưởng trong mọi phương diện trong Ngài và trở thành người trưởng thành, đạt đến tầm vóc đầy trọn của Đấng Christ. Ephesos chương 4 câu 13-15. Ở hội thánh nơi tôi nhóm trước đây, tôi cảm ơn Chúa vì mục sư đã giảng dạy lời Chúa từng câu một. Nhờ đó tôi thấu hiểu được nền tảng của đức tin Cơ Đốc về Đức Chúa Trời, về Chúa Giêsu, về Đức Thánh Linh và Kinh Thánh là lời hằng sống của Ngài. Sau khi gia đình tôi chuyển đến một nơi khác sinh sống, thì Chúa dẫn dắt tôi đến một hội thánh mới. Tại đây, Chúa giúp tôi kinh nghiệm được Thánh Linh đầy dẫy trong đời sống và Ngài chữa lành mọi vết thương trong lòng từ tuổi thơ không trọn vẹn của tôi. Khi tiếp nhận Chúa, tôi bắt đầu tìm kiếm cặn kẽ hơn về lẽ thật của lời Ngài và vương quốc của Ngài. Càng gần Chúa bao nhiêu trong thời gian riêng tư, thì Ngài cho tôi kinh nghiệm nhiều hơn về tình yêu thương của Ngài bấy nhiêu. Tôi học biết rằng, khi trung tín trong việc tìm kiếm Chúa, Ngài sẽ chỉ dẫn cho chúng ta mọi điều. Lời Chúa trong Galati chương 4 câu 6 câu 7 chép rằng: Vì anh em là con, nên Đức Chúa Trời đã sai Thánh Linh của con Ngài ngự vào lòng chúng ta kêu lên: Abba, Cha. Như vậy, nhờ ơn Đức Chúa Trời, anh em không còn là nô lệ nữa, mà là con. Và nếu là con, thì anh em cũng là người thừa kế. Trong Kinh Thánh, chúng ta cũng thấy rằng chính Đức Chúa Giêsu gọi Đức Chúa Trời là Abba. Và trong phần Kinh Thánh ở Galati này, sứ đồ Phaolô cũng gọi Đức Chúa Trời là Abba. Đức Chúa Trời có nhiều danh xưng, nhưng thật phước hạnh thay khi tôi được gọi Chúa là Abba, là Cha, vì đó là tiếng gọi thân mật. Cảm ơn Chúa vì tôi được trò chuyện cùng Ngài. Không chỉ riêng tôi, mà tất cả Cơ Đốc nhân chúng ta cũng được gọi Ngài là Abba và ở trong mối tương giao với Ngài. Cảm ơn Chúa vì Ngài là Chủ, là Thầy của chúng ta, là Đấng tạo dựng nên chúng ta theo hình ảnh của Ngài và ban sự sống cho chúng ta. Từ ngữ Abba trong tiếng Aram chỉ về mối liên hệ sâu đậm và mật thiết với Đức Chúa Trời. Ngài mong muốn chúng ta ở trong Ngài và có mối liên hệ mật thiết với Ngài. Chúa là Đấng thành tín và Ngài quan tâm đến mọi điều xảy ra xung quanh chúng ta. Cảm ơn Chúa vì Ngài luôn luôn thành tín trên cuộc đời của mỗi chúng ta. Không có gì có thể so sánh với tình yêu thương của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta cả. Chúa luôn là Đấng hiện diện trong lòng của chúng ta. Tôi luôn yêu thích hình ảnh của người Cha đang dang rộng vòng tay của mình, ôm ấp chúng ta vào lòng của Ngài. Thân mời chúng ta cùng cầu nguyện. Là Cha kính yêu, cảm ơn Chúa vì tình yêu thương diệu kỳ và vô điều kiện mà Ngài dành cho con. Cảm ơn Chúa vì con được gọi Ngài là Abba, là Cha và hưởng được cơ nghiệp đời đời với Chúa Giêsu. Xin giúp con tăng trưởng trong tình yêu thương của Ngài và bày tỏ tình yêu thương ấy cho mọi người xung quanh để họ cũng nhận được sự sống đời đời và cũng thừa hưởng cơ nghiệp đời đời với chúng con. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.
Quý tín giả thân mến, chúng ta là người kế thừa của Đức Chúa Trời. Ngài mong muốn chúng ta ở trong Ngài và có mối liên hệ mật thiết với Ngài. Chúa là đấng thành tín và Ngài quan tâm đến mọi điều xảy ra xung quanh chúng ta. Hãy suy gẫm lời Chúa, trung tín trong việc tìm kiếm Chúa. Ngài sẽ chỉ dẫn cho chúng ta mọi điều. Hãy dạn dĩ chia sẻ đức tin của bạn đến những người xung quanh để họ cũng được thừa hưởng cơ nghiệp đời đời từ Cha Thiên Thượng. Chúa đã đến cho tôi được sống thỏa vui an bình đời đời. Chúa đã đến cho tôi được thấy nước Cha trên trời tuyệt vời. Chúa đã đến đem niềm vui tới. Chúa đã đến cho đời tôi nay sống trong phước ân tràn tuôn. Cất tiếng hát ca ngợi khen Chúa, tung hô danh Giê-xu quyền năng. Đấng đã đến cho lòng tôi nay thấy an vui. Sẽ mãi mãi tôn ngợi Thiên Chúa trong trái tim tôi không quên. Chúa đã đến cho đời tôi nay an bình. Chúa đã đến xoa tan sầu khổ đắng cay đau buồn đời này. Thế giới hỡi hãy vang lời hát chúc tôn Giê-xu là vua. Chúa đã đến đem niềm tin mới. Chúa đã đến mang tình yêu thương đến cho thế nhân lầm than. Khá cất bước quay về bên Chúa, kêu xin Cha nhân từ thương xót. Cứu Chúa hỡi xin Ngài thay đổi chính tâm con. Nếu có Chúa cuộc đời anh sẽ thơ thái an vui muôn đời. Hãy bước đến tin nhận cứu Chúa Giê-xu. Khá cất bước quay về bên Chúa, kêu xin Cha nhân từ thương xót. Cứu Chúa hỡi xin Ngài thay đổi chính tâm con. Nếu có Chúa cuộc đời anh sẽ thơ thái an vui muôn đời. Hãy bước đến tin nhận cứu Chúa Giê-xu. Hãy bước đến tin nhận cứu Chúa Giê-xu. Quý thính giả thân mến, chương trình tỉnh nguyện hàng ngày thật vui được đồng hành cùng quý thính giả khắp nơi trong hành trình theo Chúa mỗi ngày. Tôi biết quanh quay khoảng được hơn 2 năm và hầu như ngày nào tôi cũng nghe chương trình tỉnh nguyện từ One Way Radio. Và qua cái chương trình thì Hậu cảm thấy là rất được khích lệ. Mặc dù ở nước Úc xa xôi nhưng mà cảm thấy được rất là khích lệ. Mỗi khi đi trên xe thì cũng nghe được lời Chúa qua tỉnh nguyện radio. Thì thông qua chương trình xin cảm ơn anh chị em trong One Way Radio đã bỏ lòng, bỏ công sức ra để cho mọi người nghe được, để mà ít nhất là con cái Chúa đã tin Chúa thì tiếp tục vững bước theo Chúa, mặc dù cuộc sống rất là khó khăn, cũng như những người khác nghe đến và cũng mềm lòng và cũng trở lại để mà đạo phục Chúa. Và tôi ao ước rằng trong tương lai có thể là sẽ dâng hiến cũng như hỗ trợ One Way Radio để cho cái tiếng nói về Chúa sẽ được rộng rãi, được nhiều con cái cũng như những người chưa tin Chúa được biết đến Chúa. Xin cảm ơn chương trình. Thật cảm ơn Chúa khi gia đình được ở trong lời Chúa. Lời Chúa trong chương trình ngày hôm nay cảm động quý thính giả điều gì không? Hãy cậy ơn Chúa
và bước đi trong năng quyền của Ngài để thực hành điều Chúa nhắc nhở nhé. Và hãy chia sẻ cùng chương trình những kinh nghiệm tươi mới của quý vị. Thân chào và hẹn gặp lại!